Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn trận đấu giữa kỳ thủ Trần Tuấn Minh của Hà Nội gặp kỳ thủ Lê Quang Liêm của Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 giải cờ vua Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018. Như chúng ta đã biết thì Trần Tuấn Minh là đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Anh đang có Elo là 2.500. Trong khi đó ở trên bảng xếp hạng của FIDE thì Lê Quang Liêm đang có hệ số Elo là 2.715 và nằm trong nhóm các siêu đại kiện tướng hàng đầu thế giới hiện nay. Trước trận đấu này thì Trần Tuấn Minh đang có 6 điểm sau 6 trận đấu và Lê Quang Liêm thì có 5 điểm sau 6 trận đấu. Ở trận đấu này thì Trần Tuấn Minh chỉ cần một kết quả hòa là có thể chạm một tay vào cúp vô địch khi mà giải đấu chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Ngược lại, đối với Lê Quang Liêm thì anh cần phải giành chiến thắng trong trận đấu quan trọng này để tiếp tục nuôi hy vọng đoạt cúp vô địch. Ở trận đấu này, người cầm quân trắng là Trần Tuấn Minh và người cầm quân đen là Lê Quang Liêm. Chúng ta hãy cùng xem. Trắng đi D4, đen đi mã F6, trắng đi mã F3, đen đi G6, trắng đi G3, đen đi tượng G7, trắng đi tượng G2, đen đi nhập thành, trắng đi nhập thành. Chúng ta thấy với mục tiêu chỉ cần một kết quả hòa, cho nên Trần Tuấn Minh thực hiện những nước đi ban đầu hết sức thận trọng. Đen đi mã C6, trắng đi C4, đen đi D6. Ở trong khai cuộc này thì bên đen chủ động nhường trung tâm cho bên trắng để sau đó phản công chiếm lại. Trắng đi mã C3, đen đi A6, trắng đi B3. Chúng ta thấy trong thế cờ này thì con tượng đen ở UG7 rất là mạnh khi nó kiểm soát cả đường chéo A1H8. Do đó bên trắng với ý đồ đưa tượng lên B2 để trung hòa đường chéo mạnh này của bên đen. Đen đi xe B8, bên đen chuẩn bị đẩy tốt lên B5 để phản công. Trắng đi E3, nước đi nhằm củng cố tốt trung tâm ở D4. Đen đi B5, bên đen tiếp tục phản công trung tâm. Trắng đi mã D2, đen đi tượng G4. Trong trường hợp mà hậu trắng chạy lên C2 thì bên đen sẽ lùi tượng về F5. Do đó ở đây bên trắng đi F3, đen đi tượng D7, trắng đi tượng B2, đen đi E5. Chúng ta thấy bên là nước đi phản công trung tâm của bên đen. Trắng đi D5, đen đi mã B4, trắng đi tượng A3, đen đi A5. Một nước đi khá hay của Lê Quang Liêm. Trong trường hợp bên trắng ăn con tượng lên B4 thì bên đen sẽ ăn tốt A sang B4 và bên đen sẽ có cột mở A, đồng thời bên trắng sẽ có con tốt trọng tiến ở A2. Trắng đi E4, bên trắng tiếp tục củng cố trung tâm. Đen đi C6, nước đi tiếp tục phá trung tâm
của bên đen. Trắng đi, tốt ăn C6. Đen đi, tượng ăn C6. Trắng đi, vua H1. Đen đi, tốt ăn C4. Trắng đi, mã ăn C4. Ở thế cờ này thì chúng ta đã thấy sau một hồi bên đen phản công trung tâm và đổi tốt, thì bên đen rõ ràng là có thể đẩy được tốt lên D5 để chiếm trung tâm. Chúng ta sẽ xem bên đen chơi tiếp như thế nào. Đen đi D5. Đúng như chúng tôi dự đoán thì ở đây bên đen quyết định thí tốt ở E5 để phản công trung tâm. Chúng ta hãy cùng xem. Mã ăn E5. Nước ăn tốt này của Trần Tuấn Minh là theo chúng tôi là tương đối mạo hiểm, khi mà nó sẽ mở đường cho con tượng ở G7 tấn công toàn bộ đường chéo A1, H8, nơi mà có con xe ở A1 và hai con mã trắng ở C3 và E5. Tại cùng xem tiếp. Tượng A8, trắng đi, tượng B2. Nhưng trắng ý thức được sự nguy hiểm của con tượng đen đứng ở G7 nên đưa con tượng về B2 để phòng thủ đường chéo này. Hậu C7, trắng đi, mã D3. Đen đi, tốt ăn E4. Ở đây trong trường hợp mà bên trắng thực hiện nước mã ăn E4 thì bên đen sẽ mã ăn E4. Bên trắng ăn tượng G7 nên ăn vua lên. Trắng ăn tốt lên E4 thì đen sẽ sang xe D8 rằng bắt chết con mã trắng ở D3. Đó, ở đây bên trắng chơi mã ăn B4. Đen đi, tốt ăn F3, một nước. Theo chúng tôi thì nước ăn tốt xuống F3 của Lê Quang Liêm là rất hay, khi nó buộc bên trắng phải ăn tượng lên F3 để từ đó đổi tượng, đồng thời mở đường chéo A8 H1 cho bên đen có thể tấn công thẳng vào vua bên trắng. Tại cùng xem tiếp. Trắng đi, tượng ăn F3. Đen đi, tốt ăn B4. Trắng đi, mã A4. Đen đi, xe B sang D8. Bên đen tranh thủ đưa xe vào trận bằng nước đuổi hậu. Trắng đi, hậu E2. Đen đi, xe F sang E8. Bên đen tiếp tục đưa con xe thứ hai đuổi hậu trắng để lợi tem. Trắng đi, hậu G2. Đen đi, mã lên D5. Bên đen đe dọa nhảy mã vào G3 để tấn công đôi hậu trắng ở G2 và xe ở F1. Trắng đi, xe sang C1. Đen đi, hậu B8. Trắng đi, hậu sang F2. Đen đi, mã E3. Ở đây chúng ta thấy nước mã E3 của Lê Quang Liêm rất hay, khi nó thực hiện tấn công con xe trắng ở F1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ từ xa con tượng ở F3, đồng thời mở đường cho con tượng ở A8, gây áp lực lên đường chéo A8 H1 để tấn công vào vua trắng. Trong trường hợp ở đây bên trắng chạy xe sang E1 thì bên đen có thể đi nước
mã lên G4 để tấn công hậu. Hậu trắng chạy G2 thì bên đen có thể đưa xe xuống D2. Hậu ăn D2 thì tượng đen ăn vào F3 chiếu. Vua sang G1 thì hậu lên A7 chiếu, rất nguy hiểm. Sau đó ở đây chúng ta xem bên trắng đi như thế nào. Trắng đi, tượng ăn G7. Đen đi, mã ăn F1. Đến đây thì bên đen đã hơn bên trắng về lực lượng. Trắng đi, tượng H6. Đen đi, mã D2. Đến đây thì bên trắng xin thua. Trong trường hợp mà bên trắng cố chơi tiếp bằng nước tượng ăn D2 thì bên đen sẽ chơi tượng ăn F3 chiếu. Trắng đi hậu ăn F3 thì xe đen sẽ ăn xuống D2 và bên trắng sẽ không có cách nào có thể chống đỡ khi vừa kém đối phương về lực lượng, vừa bị khống chế hoàn toàn hàng ngang số 2. Trường hợp bên trắng ăn tượng A8, đen sẽ ăn hậu A8 chiếu. Trắng buộc phải sang hậu G2, đen sẽ đổi hậu ăn G2, trắng ăn vua G2, đen xuống xe E2 chiếu. Và đổi với cờ tàn thì bên đen cũng sẽ dễ dàng giành chiến thắng khi hơn đối phương về lực lượng. Như vậy chúng ta vừa xem xong trận đấu giữa kỳ thủ Trần Tuấn Minh của Hà Nội và kỳ thủ Lê Quang Liêm của Thành phố Hồ Chí Minh, với kết quả phần thắng nghiêng về kỳ thủ Lê Quang Liêm, thì việc cạnh tranh tới chức vô địch Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018 sẽ trở nên hết sức thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở những ván cờ sau.